Chào anh em nhé. Hôm nay sẽ triển khai một cái wifi mạng LAN. Đây là cái sợi dây LAN cáp 4. Cái sợi dây LAN cáp 4 này thì anh em lưu ý là nó cái băng thông tối đa của nó chỉ đạt tầm 100 mê thôi. Ví dụ gói cước nhà anh em mà có là hơn 100 mê thì anh em không nên dùng cái loại dây LAN như này nhé. Vì ở trong dân ở đây cái mức độ sử dụng mạng không cần nhiều, cho nên lắp cái loại dây LAN 4 lõi như này thì nó sẽ chi phí nó rẻ hơn. Ở đây em sẽ bấm luôn cái đầu mạng hạn mạng. Anh em lưu ý khi mà bấm hạn mạng của cái sợi 4 lõi thì anh em tuân thủ theo quy tắc nhé. 1 2 3 6. 1 2 3 6. Cái thuê bao này thì cách khoảng 40 mét anh em ạ. Hai nhà cách nhau tầm đấy. Bây giờ sẽ kéo về cái modem chính trước. Modem phụ sẽ đặt ở nhà này. Và cái modem chính anh em thấy cái nhà bên kia không? Đấy là cái nhà nhà có cái modem chính ở đấy. Và mình sẽ ném cái dây này qua cái mái nhà. Cái máy tấm lập tôn này, tấm pro xi măng này, mình sẽ đi vuông góc vào cái tấm tập tôn ở bên kia, ném cái dây quang ạ. Vâng, hơi xa. Anh em lưu ý khi mà mình đi lắp đặt cho khách hàng thì mình phải tính toán được cái đường dây nó đi như nào nó phù hợp nhất. Mình triển khai cho khách hàng không phải di chuyển modem. Mình sẽ ít bị sửa hơn, ít bị sự cố. Thông thường ở trong dân này thì khách Anh nào hàng vâng hai nhà mà gần nhau như này cái đốt lấy nhá đốt là họ hay sử dụng cái anh mạng nào đứa LAN. nó nói cho nó hề bắt hết tên đấy đốt lấy nhá đấy chứ không bắt đàn ông y bắt đàn ơi Đợt trước thì mấy cái nhà ở gần nhau như này thì anh em lại hay đầu y bắt nối đàn gói Supernet. Tuy nhiên anh cái đứa gói dựng cái Supernet ô hay mê thì anh nó hãy ưa nó không nói đảm nhiều bảo, hay ớt nó hay linh lên nhang quá đỉnh công suất cường nhé kém, cho nên thế hay là đỡ đỉnh cường ạ anh em không không chạy mạng nó tìm em hộp chân nó vào wifi nữa vào nhà hàng xóm này nữa. đây đây em thì nó nhà khách rất nhiều chó này, chó con. nó mới chọc cạnh dây có hai Bây giờ sẽ mấy con sử chó con dụng á thang, nó cạnh dây đây dùng thang và một ít cái dây thít nữa để mình sang bên kia mình chốt lại. Mới hôm nay trời rất là mưa nhau, mưa mất mấy ngày rồi. Đây là cái đường đi sang bên nhà bên cạnh. Để mà đi lắp trời mưa này thì nó cực kỳ khó chịu nhau. Wi-Fi được khả năng đâu tới Mình này anh sẽ nhỏ luồn theo anh nhá anh cái mái tôn này, có vai không được đi anh thẳng theo cái đường mái tôn này. Anh cho đi ba khi à? Mà triển khai Cậu, thì em em đang lưu ý định này, giấy thế nhưng mà cắm vào cái LAN một em thì có tín hiệu internet. Một số à, thì em modem men thì theo cái mà không nên một khi số em làm modem vong thì nó có của lấy án cổng mà 3 LAN 4 nó sẽ là cổng à, của tính truyền hình. mất đấy đấy Nên anh em khi mà anh em triển khai thì anh em cứ cắm cổng LAN 1 là yên tâm nhất. Cám đi anh lắp bắt đổi hữu à? Camera nữa. Camera đây anh lắp hữu à? À. Mày tự lắp. À.
cứng lắm. Đối với cái hệ thống mạng LAN như này thì khách hàng chỉ phải thanh toán tiền dây với lại wifi thôi. Vẫn đỡ bông lên cái ô ông tiền này ngay nữa. Còn gói cước nó không thay đổi. Hai nhà dùng chung này thì gộp tiền nhau lại mà chia cước đó. Mỗi nhà mất mấy chục một tháng. Nhiều anh em có hỏi là cái mạng LAN này nó có khỏe hay không? Thì bản chất anh em đi làm mạng LAN nhé, anh em phải hiểu cái hệ thống mạng LAN. Theo như kinh nghiệm lâu năm đi làm thì mạng LAN này nó vẫn khỏe bình thường như cái wifi chính. Quan trọng nhất là anh em dây dựng phải đảm bảo này, dây mạng LAN phải đảm bảo này. Cái thứ hai, cài đặt của modem wifi phụ nó phải đúng thì nó mới khỏe được. Chứ một số anh em lại cắm cổng này cổng kia, cứ cắm bừa đi xong lại kêu vào mạng chập chờn. Ví dụ có hai chuẩn để lắp mạng LAN anh ạ. Thứ nhất là LAN. Nếu anh em cắm cổng LAN thì anh em phải thực hiện tắt DHCP ở trên modem chính, cả modem phụ. Còn nếu mà anh em cắm LAN WAN thì anh em phải cắm một cái cổng xanh của modem phụ. Thì 100 mét đây. 6.000 đó, nên đi tầm khoảng độ 40 mét tháng này. Cả 6.000 đó. 6.000 mét à? Vâng. Ở trong cái hệ thống mạng LAN thì anh em lưu ý này, nó sẽ phân lớp mạng. Cứ một cái modem hoặc là một cái thiết bị kết nối vào nó sẽ cung cấp một cái thiết bị IP cho cái thiết bị đấy để truy cập vào cái modem. Nếu mà anh em sử dụng nhiều modem phụ ấy, thì anh em phải đổi lại cái địa chỉ IP của modem nhé. Tránh trường hợp mà anh em sử dụng nhiều modem phụ cùng một cái địa chỉ IP, nó sẽ bị dẫn đến cái tình trạng là xung đột địa chỉ IP của modem. Và nó sẽ gây ra cái hiện tượng là mạng chập chờn trên cái hệ thống đường mạng đấy. Đây mình sẽ buộc vào tuần theo cái đường dây điện này. Tuần theo cái đường dây điện này xong mình cắm vào. Đây là cái dây dựng như khách hàng là lung tung cả. Nghe lúc mà anh tên anh Hảo lắp mới. Vâng. Ở khánh ca đến tình trung chúng ca nó có dùng hết mà không dùng hết đâu. Bỏ mấy yếu anh. Mình phải dùng mấy một cái hệ thống mạng LAN thì anh em cũng lưu ý là anh em phải kiểm tra. Thứ nhất là dây nó phải đủ nhá, ít nhất nó phải có đủ 4 sợi thông liên tục là 1, 2, 3 và sợi thứ 6 thì nó mới cung cấp được cái tín hiệu mạng cho cái modem. Đây là phụ. Chị anh. À có, nó to wifi thật đó. Đây là cái modem to nó chính của Viettel đây anh em. Mình sẽ có cộng năng lượng. Ok. Mình sẽ chốt dây ngược về. Mình chốt dây như này ấy, thì để đảm bảo là cái dây nó không bị em lưu ý nhé. Một số anh em thì lại cứ mình ướm để cắt thì nó sẽ thừa của khách hàng. Dây chi phí lão sĩ cho khách hàng. Đây mình sẽ chốt một cái điểm ở đây nữa. Ở đây mình sẽ chốt là 3 điểm. Một điểm cầm modem, một điểm ở đây điểm vuông góc, một điểm ở nhà khách hàng nữa. Cái dây này thì nó có cái dây cường lực anh em nhé. Quên mang dao dọc giấy nhá, không tách được cái dây này. Dây này nó rất là cứng. Thôi bây giờ mình buộc ở đây. Mình sẽ ghim vào cái dây thép này. Đấy.
Đấy, bây giờ chỉ còn vài phút nữa là mình sẽ kéo xong đường dây. Từ khoảng này khoảng độ tầm 40 mét đây nhá. Nhiều khách hàng cứ ướm bằng mắt thường xong bảo là nó khoảng 25-30 mét, nhưng mà thực tế là mình phải đi gọn dây, cho nên mình không thể đi chéo dây được. Cho nên là nó sẽ tốn những cái khoảng mà vuông góc như vậy là nó sẽ tốn. Nhưng mà nó cũng chỉ thêm độ 10 mét thôi anh em nhé. Ví dụ anh em nghĩ là khoảng độ 25 mét, nhưng mà anh em cũng phải nên lấy khoảng độ tầm 35 mét thì mới đủ. Một cái hệ thống mạng LAN mà em thường lắp ấy, thì nó nhiều nhất là 5 wifi phụ. Setup khách hàng vẫn sử dụng bình thường, không vấn đề gì cả. Giờ em sẽ tìm cái vị trí lắp đặt. Vị trí lắp đặt của modem cực kỳ quan trọng anh em nhé. Ví dụ như khách thường xuyên ở dưới tầng 1 này thì anh em nên để cái cục wifi ở dưới tầng 1. Nếu mà khách thường xuyên sử dụng ở trên tầng 2 thì anh em sẽ đặt trên tầng 2. Thì nếu mà anh em lại hay ở điện nhà có hàng ở trên tầng 2 nhiều hơn, cho anh em đặt ở tầng 1 vì điện nhà. Cái sóng của wifi nó ở trên tầng 2 nó kém. Hay mình sẽ đi dây vào. Mình sẽ đặt cái modem trên cái chóp tủ này. Và anh em lưu ý là anh em để cái modem ở vị trí thoáng nhé, thì cái sóng của wifi nó mới khỏe. Đây mình sẽ chốt dây góc bên này. Cái dây này nó rất là mềm cho nên anh em cần phải buộc cao lên một chút nhé, nó tránh trường hợp chợ con chó nó cắn. Nhiều nhà bị chó cắn lắm rồi, bởi vì dây là để ở trên cái chậu cái mái như này, chó nó trèo lên được nó cắn xong lại đứt mất dây lại phải đi nối, tốn thời gian. Anh em nên để cái dây nó trùng khoảng độ 10% nha, không nên căng quá. Đốt lấy nhá đây này anh giọt. Đốt điện ở đây. Mình sẽ đốt điện đây, mình sẽ cắt xuống bên kia. Đốt điện nó chó bấm đó. Có bông hôn anh thì bông hôn. Chó nó đang cắn nhỉ. Không cho cái gì hả? Ờ, đi xem không dây cháo. Tình á? Cái tình cho với bỏ đốt không biết mời. Vâng. Ướm dây. Mình sẽ cắt dây khoảng này. Ok. Anh đi, nay làm cười à? Mình sẽ đi dây theo cái đường dây chảo này. Đường dây chảo ở bên dưới có một cái lỗ khoan ở đấy. Ở đây. Con chó này cạnh dây. Con chó này nó cắn dây. Mình sẽ xuyên qua cái lỗ ở cái, đi theo cái đường dây chảo cho nó gọn gàng nhá.
cứ kéo đi. Chào chủ. Vâng, đây à. Nếu mà ở đây lắp ở ngoài trời anh em nhé, anh em lưu ý nếu mà lắp ở ngoài trời thì anh em phải bẫy nước, phải dùng cuộn cái dây lại để mình thực hiện bẫy nước. Còn cái điểm lúc nãy có cái điểm ở trên mái thì mình đã có cái dây bẫy nước ở đấy rồi, cho nên mình không thể bẫy nước ở bên này nữa. Xem vị trí lắp đây. Đó này anh nhóc có cổ điều là ăn đi rồi. Bên đấy cho là khơi có cảm bên mà nó. Không, cầm đâu đi. Cầm đi không? À cầm đi này, phải đâu phải đấy. Bảo sẽ cắm. Mình sẽ thực hiện bấm cái đầu hạt mạ anh em ạ. Hả? Đây, mình sẽ để dưới một tí. Đây, bố phải cầm 30 mét thì đấy. Cái dây 4 sợi này là có sợi đỏ, trắng này, xanh dương với lại thì vì anh em bắt wifi rồi. Đỏ trắng xanh đen. Đỏ trắng xanh đen. Chắc thì có được trước cái dây này nó hay bị lỗi. Cái đéo có à dây trắng trước mà sợi trắng. Nói cái gì thêm vào nữa cơ mà. Đây nha. Cái mạng này đỏ trước này. Đỏ trắng xanh đen. Đỏ là sợi 1, trắng là sợi 2, xanh là sợi 3, đen là sợi 6. Cái này có mê y lý lố hay chưa này? Y 10 đó. À. Có mùi chứ kìa nó không như lố vậy. Lố chéo kẻ này. Hả? Chéo kẻ này. Cái mùi này. Cái chéo chéo ha. Lưu ý anh em này, khi mà anh em đã bấm cốt xong ấy, thì anh em cắm vào wifi, cái đèn mà mình cắm vào nó phải sáng đúng anh em, nó nháy như này phải nháy nhanh. 553 IP đó. Là cái đèn này chưa thông anh em. Anh em lưu ý cái đèn kết nối. Ở đây mình sẽ cắm vào cổng van nhé. Cổng van tức là sẽ cấp IP động cho cái modem phụ này. Bởi vì nhà khách hàng đây là modem thứ hai, cho nên mình không phải đổi cái địa chỉ IP của cái wifi này nữa. Bởi vì mặc định của cái con này là 192.168.0.1, cho nên mình sẽ không cần phải đổi địa chỉ IP của modem gì cả. Modem chính là 1.1, modem phụ là 0.1, đúng chuẩn bài rồi đấy. Thứ đỉnh nên nó đỉnh hết thời nha chứ yản chứ này rồi. Yản này yên tâm, khả năng yản. Có một tường, có một lân tường này. Cái đèn xanh cuối cùng của đâu nó đứng lại chưa? Đấy, như vậy là tín hiệu ngon rồi đấy. Là mình đã làm cái đó cầm bị đó cái đồ thiên là nhà thì là cái gì mà đi lấy điện là vài điện là đi ở mai mà làm cái mình làm mang con này với lại yêu mang cái này đó biết rồi đó con mấy trăm bạc nhá. Ờ mình quên mày cầm nhưng mình biết rồi mày bạc con đó khó hiểu à. Có phải chị kiên anh nào đặt trên wifi và mật khẩu đến đây chưa? Khi mà đã làm xong đặt trên wifi và mật khẩu đến đây. Wifi à, nên anh tức là hảo đặt. Thằng này. À. Vui vẫn đau. Kết nối đến. Vui vẫn đau à? Trình mật khẩu lao với kẻ nam sinh rồi. Đây, cái tên là đây. Địa chỉ nam sinh ạ. Cái địa chỉ là 1. Chữ mà phải nó bị đó. Thằng nhào là cần trên cái gì vậy? Đây. Cái gì em đặt. Là trên cái gì ạ? Cho nó rất là la. Nó còn rất cái cái chữ chữ nó bắt ạ. Nhà mình bảy đứa đó nha chị. Đây đại trình mày. Nhà nó thì lên có cái gió đó. Nó hầu ba thuyền ở nên là gỗ rồi với ba thuyền cái mì đó. Mình sẽ đặt tên wifi, mật khẩu wifi. Cái con tenda này thì anh em đặt tên có dấu cũng được. Sao mọi người có dấu nó vẫn chấp được. Cái mì ăn mà. Mấy cái mì ăn chính cái nó. Cái nón này ạ, có mì có mắt. Có dương rồi nhưng mà không mặt. Gọi trường mà lấy nhá. Gọi trường mà lấy nhá. Hôm nào cũng thiếu vậy, hôm trước cho 7 cây, 5 cây dần gì. Cái gì mà thiếu? Thế thiếu cáp ấy. Có đầu phát không? Đầu phát không có. Đầu phát có anh ấy có hàng về đâu? Không.
Không có đâu nhỉ. Sẽ đặt cái mật khẩu là cái số căn cước công dân 01719. Mùng mưa tháng 6 năm 1993 à? Theo đúng chứng minh như thế. Theo đúng kỷ đấy ạ. Theo đúng căn cước. Đặt theo ngày tháng năm sinh như nhau. Thế là bác biết bây giờ nó cũng cái này mang là báo thì 1003 lên đấy, mật khẩu á. Có bút à? Báo biết cho nó. Có bút biết khi mình phải viết cho nó mang là báo tình mà. Này chú con mình đây, chú nữa. Ngày tháng năm sinh 1003. Mật khẩu 1003 bút thảo số. Là Lan là Lan mới có hay nên vậy. Là được cái mình giáo đối gì đây, phải thử mình hay đối thế hay lạ. Giờ văn giáo đối mật khẩu giờ phải thử. Văn mình có nói. Nhưng mà có cái đen kia không có cái gì nên thế nó. Quấy dùng. Cái này ảnh đấy đâu không? Ở chỉ đỡ, ở chỉ bình nữa. Nè, có. Anh có điện thoại anh nhé, kết nối lên cho. Bắt điện thoại kết nối. Ảnh ạ. Nhưng mà ảnh đâu đang bắt. Đi. Anh nhập mật khẩu vào rồi. 10081993. Ok, ăn ạ. Alo. Cả nhân viên không ạ? Có đấy ạ. Nhân viên tôi không nói ạ. Đâu? Tiền đi đâu? Ừ. Đấy. Cần đi lên. Nó còn kẹt rồi cả. Cần đi nó tròn rồi. Là, vẫn là cái cạn mà đêm nó đủ cửa lại. Nó là hát rồi. Có màn con này kìa. Nếu mà giờ bán với giá bỏ hoa hoa. Giờ bán kiểu màng 4G là mới đủ cửa lại là cứ khi ăn cái hoa. Thế này. Còn họ thật có kẹt chứ kìa. Ừ. Mà đi chọn rồi đó, còn chọn thì nó tin chứ không? Mà cái nhà mình giờ vay cái bốn cơ ảnh bây giờ vào trò nhám nó không? Tiếp. Đứa này cho mẹ cho anh. Sóng 4G là hay kia tiếp.